Câu 161 đến câu 164 đây là một cái đoạn thảo luận online ha. Câu 161. Cái corporate participants thì rất có khả năng đã làm gì? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Corporate participant, phải không nào? Đọc đoán trước nha câu A. Đã kiểm tra cái layout cho một cái sự kiện. Câu B. Đã gửi volunteers, những người tình nguyện đến một cái hội chợ triển lãm. Câu C. Đã có những cái cuộc gặp gỡ, cuộc họp với Mr. Jensen. Câu D. Đã thực hiện những cái sắp xếp cho translator là người phiên dịch, biên phiên dịch em. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa ở vị trí nào nha em. Tin nhắn 9 giờ 18 phút có không? À không, phải không nào? Rồi tin nhắn lúc 9 giờ 21 phút. Ở đây phải không em, đầu dòng thứ hai luôn. Corporate participants, cùng đọc câu chứa từ khóa nha em nha. Tờ layout đã được finalize, đã được quyết định và chấp thuận bởi tất cả những người tham gia này. Vậy thì có một cái đáp án là liên quan đến layout là đáp án nào vậy em? Câu A em đọc lại nha. Đã kiểm tra cái layout cho một cái sự kiện. Theo em có kiểm tra layout hay không? Có chứ phải không em? Có kiểm tra rồi thì mới quyết định và chấp thuận được chứ, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu A ha. Câu 162, vào lúc 9 giờ 24 phút thì Miss Mason rất có khả năng là có ý gì khi bà ấy viết Sam here. Ở đây cũng vậy, đó là bán trước nha em, câu A. Bà ấy đã quyết định để mà organize, tổ chức một cuộc họp. Câu B, một số cái sự chuẩn bị thì đang diễn ra smoothly, là êm xuôi, trơn tru, trôi chảy, suôn sẻ đó em. Câu C, một cái thông tin, một cái tin nhắn quan trọng đã không có được gửi đi. Câu D, bà ấy thì đang nỗ lực cố gắng để mà recruit, tuyển dụng những người tình nguyện viên. Mình cùng dò tin nhắn lúc 9 giờ 24 phút nha em. Xem nó nằm ở đâu ha. Ở đây phải không nào? Rồi, để hiểu được cái xem here này nè có nghĩa là gì á, thì mình phải đọc cái tin nhắn xung quanh nó, cái ngữ cảnh xung quanh nó ha. Mình đọc tin nhắn từ 9 giờ 18 luôn đi em. Tại vì mình không biết Miss Mason là trả lời tin nhắn của ai cả, của Jensen hay của Plum, đúng không nào? Rồi, tin nhắn đầu tiên của Jensen là Good morning team. Xin chào cả đội. Tôi liên lạc để mà xem liệu rằng bạn có bất kỳ cái lo lắng nào vào phút chót về cái hội chợ triển lãm nghề nghiệp hay không. Thì Plum nó là gì em? None on my part. Phần của tôi thì không có gì cả, có nghĩa là không có vấn đề, không có sự lo lắng gì cả. Cái layout, cái bố cục thì đã được quyết định nè và chấp thuận bởi tất cả những người tham dự. Tôi sẽ tổ chức cái cuộc họp cuối cùng với những cái người tình nguyện viên trong 2 ngày nữa để mà go over, xem xét, kiểm tra lại những cái thủ tục. Vậy thì có nghĩa là gì em? Jensen đang hỏi là có lo lắng gì về cái hội chợ triển lãm nghề nghiệp hay không? Thì Plum là không có vấn đề gì cả, phải không nào? Tiếp theo, Lily Mason nó là gì em? Sam here, ở đây cũng vậy. Có nghĩa là ở đây cũng không có vấn đề gì, phải không em? Em có thể đọc tiếp cái ngữ cảnh ở phía sau để mình hiểu rõ hơn ha. People, người ta thì vẫn đang tiếp tục register, đăng ký thông qua website của chúng ta và tải những cái ứng dụng di động của chúng ta. Chúng tôi thì cũng đang xem rất là nhiều cái hoạt động trên cái kênh phương tiện truyền thông. Vậy thì em xem nè, cái ý chỗ này là gì em? Đầu tiên thì Jensen hỏi là có bất kỳ lo lắng nào vào phút chót dành cho cái hội chợ này không? Thì Plum nói là không có vấn đề gì cả, rồi ông ta giải thích ra, phải không? Tiếp theo Mason cũng nói là Sam here, ở đây cũng vậy, rồi giải thích ra. Mọi thứ nó đang diễn ra rất là suôn sẻ, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À câu B ha, một số cái sự chuẩn bị thì đang diễn ra rất là trơn tru, suôn sẻ, êm xuôi, được không nào? Câu 163, what is suggested, cái điều gì thì được nói về cái career fair, cái hội chợ việc làm. Vậy từ khóa chính là career fair, phải không nào? Đọc đáp án trước nha câu A. Nó thì sẽ yêu cầu những cái dịch vụ ngôn ngữ. Câu B, nó thường được tổ chức tại cái campus, cái khuôn viên của trường đại học. Câu C, nó thì đang được hỗ trợ một phần bởi cái công ty Alexan Interpretation Agency. Câu D, nó sẽ kéo dài trong cả cái ngày cuối tuần luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem từ khóa ở vị trí nào nha em. Lúc này chúng ta có dò rồi phải không nào? Ở đây nè, có career fair nè. Rồi mình dò cả hai cái này luôn rồi, cũng không có đáp án phải không nào? Vậy mình dò tiếp đi em. Tin nhắn tiếp theo, lúc 9 giờ 25. Em mới nói là gì đây? Tôi thật sự có một cái sự lo lắng ha. Cái mối lo lắng là có bất kỳ cái tin gì mới về cái yêu cầu của tôi cho cái interpreters, cái người phiên dịch ngôn ngữ tiếng Trung chưa? Vậy thì em ơi, có một cái đáp án là cái ngôn ngữ đó là câu nào vậy? Câu A nè, em đọc lại đi. Nó sẽ yêu cầu cái dịch vụ ngôn ngữ. Có không em? À có phải không nào? Tại vì á, bà em lo lắng. Mà lo lắng về cái gì em? À, cái người biên phiên dịch tiếng Trung. Mà lo lắng này là lo lắng về cái gì vậy? Lo lắng về cái hội chợ việc làm phải không nào? Lúc nãy có nói rồi. Ok, vậy có nghĩa là cái người biên phiên dịch tiếng Trung này cũng ở trong cái hội chợ việc làm, cũng liên quan đến nó phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, câu A chắc chắn rồi ha. Ok, câu 164.
Mr. Lovecrane thì rất có khả năng là chịu trách nhiệm cho cái việc gì về từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Lovecrane phải không nào đọc đáp án trước nha câu A. Updating, cập nhật những cái ứng dụng di động. Câu B, reviewing, xem xét cái mức chi phí. Câu C, contacting, liên hệ những cái nhà cung cấp. Câu D, promoting, quảng bá cho một cái sự kiện. Rồi mình cùng dò xem Mr. Lovecrane ở vị trí nào vậy em? À, ở đây phải không nào, có Excel Lovecrane nào, ở đâu nữa? Ở đây nữa phải không em? Tại vì Excel là tên của ông Lovecrane luôn nè. Vậy mình đọc cái tin nhắn từ 9h27 phút nha. Đây, Jensen nói là gì đây? Yes Emma, tôi đã đưa cái yêu cầu của bạn vào rồi. Cái yêu cầu về cái gì vậy em? À, về cái người phiên dịch tiếng Trung phải không? Và tôi vẫn đang chờ nghe cái phản hồi từ Excel. Ông ấy thì cần chấp thuận, đồng ý cho cái chi phí thêm. Rồi đọc tiếp nha em. Miss Massa nói là gì đây? Tôi vừa mới thấy ông ta bước vào để tôi yêu cầu ông ấy tham gia vào cái cuộc thảo luận. Rồi, Lovecrane nói là gì đây? Hi everyone, xin chào mọi người. Tôi rất là vui khi mà báo cáo rằng đó là cái yêu cầu đã được chấp thuận rồi. Vậy thì Lovecrane là ai vậy em? Là cái người chấp thuận cho những cái chi phí phải không nào? Vậy đáp án là câu nào em hả? À, câu B phải không nào? Xem xét những cái chi phí coi nó có phù hợp hay không ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Kem nhé. Cùng dịch nào. Tin nhắn đầu tiên, Jensen. Good morning team, xin chào cả đội. Tôi chỉ checking in, mình có từ checking đấy em, có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là em thường gặp trong cái việc là đến checking, đến làm thủ tục nhận phòng khi đến khách sạn đấy em, checking ha. Rồi cái nghĩa thứ hai á, là trong ngữ cảnh này có nghĩa là contact đấy em, liên hệ ha. Contact, liên hệ. Tôi chỉ liên hệ để mà xem liệu rằng bạn có bất kỳ cái concern. Mình có từ concern là cái sự lo lắng hay là cái nỗi băn khoăn ha. Sự lo lắng hay là băn khoăn về cái fair, cái hội chợ việc làm hay không. Rồi, blown là gì đây em? None on my part. Ở cái phần của tôi thì không có vấn đề gì cả. Oscar à, the layout, cái bố cục đã được finalized là quyết định ha. Đã được quyết định và đã được approved là chấp thuận bởi tất cả những cái người tham dự trong cái nhóm trong công ty. I'm holding, tôi sẽ hold là tổ chức đem. Hold là tổ chức ha. Tôi sẽ tổ chức một cái cuộc họp cuối cùng với những người tình nguyện trong 2 ngày nữa để mà go over. Mình có từ go over là kiểm tra hay là xem xét lại ha. Để mà kiểm tra xem xét lại những cái procedure, thủ tục, quy trình. Ok, rồi tiếp. Miss Madison, 9h24 nó là gì đây? Same here. Ở đây cũng như vậy. Mọi người thì đang tiếp tục. Register là gì em? Đăng ký ha. Register, đăng ký. Người ta vẫn đang tiếp tục để mà đăng ký thông qua website của chúng ta và tải những cái application là gì em, ứng dụng di động của chúng ta ha. Thì chúng tôi cũng đang xem rất là nhiều cái hoạt động ở trên cái social media, cái phương tiện truyền thông. Rồi tiếp nào, Emma Blum, 9h25. Oh, tôi thật sự có một cái nỗi lo, nỗi băn khoăn là không biết là có cái bất kỳ cái tin gì mới về cái yêu cầu của tôi cho một cái interpreters. Interpreters là biên phiên dịch đấy em, phiên dịch viên ha. Phiên dịch viên, cái người phiên dịch á, phiên dịch viên. Cô dịch lại nha, có bất kỳ những cái tin tức mới gì về cái yêu cầu của tôi cho những cái người phiên dịch viên ngôn ngữ tiếng Trung hay chưa? Rồi, Jensen là gì đây? Yes Emma, tôi đã đưa cái yêu cầu của bạn vào rồi, tôi vẫn đang chờ đợi á. Hear back, nghe phản hồi từ Excel. Ông ấy cần phải chấp thuận cái additional cost là cái chi phí thêm đấy em, phí thêm ha. Rồi, Lily Mason, 9h29. I just saw him walking. Tôi vừa mới nhìn thấy anh ta bước vào. Hãy để tôi yêu cầu ông ta tham gia vào cái discussion, cái cuộc thảo luận này. Rồi, Axel Lovecrane, xin chào tất cả mọi người. I'm happy, tôi rất là vui khi mà thông báo rằng á, là cái yêu cầu đã được chấp thuận. Oscar Jensen, 9h36. Thank you, cảm ơn Axel. Emma, hãy go ahead, tiến hành và sắp xếp với lại cái công ty interpretation Alexander nè. Ok, Emma Plum, already on it, đã sẵn sàng cái nó rồi ha. Rồi, thanks, cảm ơn. Câu 161, câu D mình có từ translator. Nó giống với cái từ interpreter ở trên em, là phiên dịch viên ha. Tiếp theo câu 162, câu B mình có từ smoothly. Smoothly á là trôi chảy, suôn sẻ, êm xuôi đó em. Trôi chảy, suôn sẻ hay là êm xuôi ha. Rồi câu D mình có từ struggle to. Struggle to do something có nghĩa là cố gắng hay là nỗ lực làm cái gì đó đấy em. Struggle to do something, cố gắng hay là nỗ lực làm cái gì ha, một cách rất là khó khăn đó. Rồi recruit là tuyển dụng, gặp rồi ha. Kiểu câu đi có nghĩa là cô ta đang nỗ lực, cố gắng để mà tuyển dụng những người tình nguyện viên, được không nào? Rồi có 163, câu bên mình có từ canvas là khuôn viên ha. Khuôn viên. Canvas, khuôn viên. Rồi câu D mình có từ entire là toàn bộ. Toàn bộ.
Chỗ này có nghĩa là gì em? Nó sẽ kéo dài toàn bộ cái ngày cuối tuần luôn, có nghĩa là cả cái ngày cuối tuần luôn á. Ok, rồi. Câu 165 đến câu 167, đây là một cái letter, một cái lá thư ha. Câu 165, why, tại sao Mr. Vickers lại viết thư cho Miss Perrin? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của lá thư. Và đáp án trước sau đó là đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha em. Câu A nào, to state, để nêu lên một số cái mong muốn sở thích. Câu B, để encourage, khuyến khích một cái sự lựa chọn. Câu C, để chia sẻ một cái sự phát triển mới. Câu D, để evaluate, đánh giá một cái bit. Đoạn đầu trước nha em. Miss Perrin thân mến, tôi viết lá thư này là để support, ủng hộ cho bit của Columbus trở thành địa điểm headquarters của trụ sở chính thứ hai của My Matter. Tôi strongly believe, tôi rất là tin rằng á, là thành phố của chúng tôi sẽ là một cái nơi tuyệt vời. Vậy nội dung của đoạn này là gì vậy em? Là ủng hộ cho cái Columbus trở thành cái địa điểm đặt trụ sở chính thứ hai, phải không nào? Mình cũng chưa có rõ thông tin nên đáp án, mình đọc tiếp luôn đoạn cuối nha em. Đây nè, I'm confident, tôi tự tin rằng á, là bạn sẽ recognize, nhận ra những cái lợi thế, những cái ưu điểm của cái việc đặt trụ sở chính tại Columbus và sẽ rất là vui để mà sắp xếp cái cuộc gặp gỡ, cuộc hẹn để mà thảo luận những cái địa điểm cụ thể. Cảm ơn vì sự xem xét của bạn. Vậy nội dung của chỗ này là gì vậy em? À, là ông Vickers khuyến khích thuyết phục bà, à, Perrin, phải không em? Để làm gì? Để đặt trụ sở chính tại Columbus bởi vì có rất có nhiều lợi thế, phải không nào? Và ông ta còn đề xuất là giới thiệu thêm những cái điểm cụ thể tại Columbus luôn, phải không em? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Chắc chắn là câu B rồi ha. Khuyến khích một cái sự lựa chọn. Sự lựa chọn ở đây chính là chọn Columbus làm nơi đặt headquarter, trụ sở chính, được không nào? Câu 166, what is stated, cái điều gì thì nêu lên, nói về My Matter. Vậy từ khóa chính là My Matter, hay đáp án trước nào? Câu A, nó có những cái văn phòng khu vực around the globe, trên toàn cầu luôn. Câu B, nó sẽ acquire, mua lại một cái công ty có trụ sở ở Columbus. Câu C, nó bán merchandise, hàng hóa thông qua mạng Internet. Câu D, nó thì đang nỗ lực cố gắng để mà register, đăng ký một số cái patents. Mình cùng dò xem từ khóa My Matter ở vị trí nào nha em. Lúc nãy mình có dò một cái từ My Matter ở chỗ này nè, phải không nào? Nhưng không có thông tin liên quan đến đáp án. Mình dò tiếp nha em xem chỗ nào có My Matter nữa nha. À, ở đây phải không nào? My Matter. Cùng đọc cái câu chứa từ khóa nha em. As như là một cái retailer, nhà bán lẻ online hàng đầu, thì My Matter không còn nghi ngờ gì nữa sẽ đánh giá cao những cái cơ sở hạ tầng. Vậy thì em ơi, My Matter ở đây chính là gì vậy? À, cái cửa hàng bán lẻ online hàng đầu, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, chắc chắn là câu C rồi. Nó là cửa hàng bán lẻ online thì nó bán hàng hóa qua mạng, phải không nào? Đáp án là câu C ha. Câu 167, what is not a benefit, cái nào sau đây thì không phải là một lợi ích mà My Matter có thể nhận được ở Columbus? Đây là dạng câu hỏi loại trừ, đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha em. Câu A, transport connections, rồi mình dò nha xem chỗ nào nói về giao thông vậy em. Dò tiếp nào. À, ở đây phải không em, có từ air, road, rail, links. Links đồng nghĩa với từ connection nè. Còn giao thông ở đây là air là đường hàng không nè, road là đường bộ nè, rail là đường sắt, phải không nào? Cô dịch câu này nha. For instance, ví dụ, những cái tuyến đường hàng không, đường bộ và đường sắt của chúng tôi sẽ cung cấp những cái con đường, những cái tuyến đường rất là thuận lợi đi đến những cái thành phố khắp thế giới cũng như là cái khu vực lân cận. Vậy có lợi ích không em? Có, phải không nào? Rồi tiếp câu B nha. Workforce là lực lượng lao động, educated là có trình độ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò thử xem lực lượng lao động có trình độ có hay không nha em. Rồi dò tiếp nào. Dòng này không có, phải không nào? Dòng tiếp theo cũng không có luôn. Dòng tiếp theo, à, có từ educated nè em, cùng đọc chỗ này nha. And khi mà nói về employees, những cái nhân viên đó, thì populations, cái dân số, cái dân số ở đây đó, thì được educated, được giáo dục tốt, có nghĩa là có trình độ cao đó em. Vậy thì câu B đúng không? À, câu B đúng luôn ha. Rồi câu C nè, recreational opportunity là những cái cơ hội giải trí đó em. Vậy từ khóa là từ nào? À, giải trí ha, mình vào xem có không. Lúc nãy mình vào có từ entertainment, em thấy không? Đọc câu này nha. In addition, thêm vào đó thì Columbus cũng cung cấp rất là nhiều, rất là dồi dào, đa dạng những cái địa điểm thu hút khách du lịch về văn hóa nè. Entertainment facilities, những cái nơi giải trí, phải không nào? Vậy có không em? Câu C có luôn ha. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu D được không nào? Cái tax exemptions là không có ha. Ok, hoặc là em nếu mà muốn chắc thì có thể dò tiếp xem có tax exemption hay không ha. Rồi dò tiếp đi em xem có tax hay không. Không có, phải không nào? Đoạn cuối cùng cũng không có nói đến tax luôn ha. Đáp án chắc chắn là câu D rồi, được không? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Đây là một cái lá thư ha. City of Columbus, thành phố Columbus. Ngày viết lá thư là 23 tháng 1, gửi cho CEO Julia Perrin của công ty My Matter. Đây là địa chỉ công ty ha. Bà Perrin thân mến, tôi viết lá thư này in support of. Mình có cụm in support of là ủng hộ cái gì hay là ủng hộ ai nha? Ủng hộ, để mà ủng hộ cho bit. Mình có từ bit
là có những cái nghĩa như sau: đấu giá hay là đấu thầu đó em. Nghĩa thứ hai là sự cố gắng hay là nỗ lực ha. Cô dịch lại nè, tôi viết lá thư này là để ủng hộ cho cái sự đấu giá đấu thầu Columbus trở thành cái site, cái địa điểm headquarters là trụ sở chính ha. Trụ sở chính thứ hai của công ty Mind Matter. Tôi rất là tin rằng là thành phố của chúng tôi là một cái nơi ideal, là lý tưởng. Lý tưởng được không nào? Ok, tiếp to begin with. Đầu tiên thì Columbus là một cái nơi business friendly, có nghĩa là chào đón các doanh nghiệp đó em, mở cửa cho các doanh nghiệp ha. Và có cái lịch sử là fostering. Mình có từ foster là khuyến khích hay là thúc đẩy ha. Và có một cái lịch sử là khuyến khích thúc đẩy những cái công ty ở những cái industry. Mình có từ industry là ngành đó em, ngành ha. Ở các ngành diverse là đa dạng ha, đa dạng nhiều loại khác nhau đó. Ở các ngành đa dạng như là telecommunications là viễn thông nè, healthcare chăm sóc sức khỏe và phát triển phần mềm. As a leading online retailer, như là một cái nhà bán lẻ online hàng đầu, thì My Matter sẽ không còn nghi ngờ gì nữa là sẽ appreciate, đánh giá cao những cái loại hình infrastructure là gì em, cơ sở hạ tầng gặp rất nhiều rồi phải không, khác nhau mà chúng ta có in place là có sẵn đây. In place là có sẵn ha, sẵn có hay là có sẵn. Rồi tiếp, for instance, ví dụ như là những cái tuyến đường hàng không, đường bộ và đường sắt sẽ cung cấp những cái tuyến đường rất là thuận lợi đến những cái thành phố around the world, trên khắp thế giới, as well as cũng như là cái neighboring regions, là những cái khu vực lân cận ha. In addition, thêm vào đó đó thì Columbus cũng cung cấp an abundance, mình có từ abundance có nghĩa là dồi dào hay là nhiều cái gì đó ha, dồi dào hoặc là nhiều. Cũng cung cấp rất là dồi dào nhiều những cái attraction, địa điểm thu hút các du lịch về văn hóa, entertainment facilities, những cái nơi giải trí và những cái không gian ở ngoài trời để giúp cho nhân viên của bạn đó là cảm thấy tận hưởng được cái balance, là cái sự cân bằng đó, sự cân bằng ha. Tận hưởng được cái sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc một cách khỏe mạnh được không nào? Và khi mà nói về employees là nhân viên, nhân công đó, thì population là dân số hay là dân cư ha. Ở đây thì well educated, mình có từ well educated là có trình độ cao, có trình độ học vấn cao, có tri thức đó ha. Rồi với những cái university này, những cái trường đại học world class là mang tầm cỡ thế giới đó em, tầm cỡ thế giới ha. Rồi promising, hứa hẹn là một cái nơi của những cái nhân tài tương lai để mà tap into. Mình có từ tap into á là sử dụng hoặc là khai thác ha. Sử dụng hoặc là khai thác cái gì đó để mà phục vụ cho cái lợi ích của mình, được không nào? Best of all, cái điều tuyệt vời nhất là Columbus sẽ cung cấp tất cả những cái điều ở trên mà không có cái việc là chi phí. Property là bất động sản, là nhà ở đó em. Chi phí nhà ở cao, typical là điển hình ha, điển hình. Điển hình cho các thành phố khác, có nghĩa là đối với các thành phố khác, khi mà họ có được những cái tiện lợi như vậy đó em, thì chi phí về nhà ở, về phòng ở thì rất là đắt đỏ, nhưng mà Columbus thì không có như vậy ha. I'm confident, tôi tự tin rằng bạn sẽ recognize, nhận được những cái advantages, những cái lợi thế, những cái ưu điểm của cái việc establishing, thành lập những cái trụ sở chính ở Columbus. Và tôi cũng rất là vui khi mà sắp xếp một cái cuộc hẹn, một cái cuộc gặp gỡ để mà thảo luận những cái địa điểm cụ thể ha, specific là cụ thể hay là rõ ràng đó em, cụ thể hoặc là rõ ràng. Cảm ơn bạn vì cái sự xem xét của bạn. Consideration là sự xem xét nha em, sự xem xét ha. Ok, câu 166, câu B mình có từ acquire. Acquire có nghĩa là mua lại ha, mua lại, mua lại hay là có được, cái này có nghĩa là mua lại đó em. Rồi form là công ty, nó bằng với từ company đó ha, công ty. Forum, công ty của dịch nè, Kobe, nó sẽ mua lại một cái công ty có trụ sở ở Columbus. Rồi câu C mình có từ merchandise, gặp rất nhiều, có nghĩa là hàng hóa ha, danh từ merchandise, hàng hóa. Rồi câu D mình có từ patents. Patents có nghĩa là bằng sáng chế, bằng phát minh, hoặc là cái bằng độc quyền nhãn hiệu đó em. Rồi câu 167, Kobe mình có từ workforce. Workforce có nghĩa là lực lượng lao động ha, nguồn nhân lực, lực lượng lao động á, lực lượng lao động. Rồi, câu C mình có từ recreational là giải trí ha. Giải trí, mang tính giải trí. Ok, rồi tiếp theo mình có từ tax exemptions. Mình có từ exemptions có nghĩa là miễn nè, miễn ha. Vậy thì tax exemption là miễn thuế ha. Miễn thuế, miễn thuế. Ok, động từ của cái miễn em nó cũng rất là hay ra thi là từ exempt. Từ này đi chung với cái giới từ là from nè, exempt from có nghĩa là miễn gì đó ha. Miễn, rất là hay ra thi. Ok, vậy thì tax exemption nó là miễn thuế được không nào?
Câu 168 đến câu 171 là một cái notice, một cái thông báo ha. Câu 168, cái nào thì không được mong đợi là sẽ được hoàn tất trước năm tới, vậy từ khóa là từ nào vậy em? Next year ha. Nhìn đáp án trước nha, đáp án là những cái nơi là playground, gymnasium, event space, senior center. Rồi mình cùng dò đi em xem next year ở vị trí nào nha. Đoạn số 1 có hay không? Dòng thứ nhất không có, dòng thứ hai cũng không có luôn, dòng tiếp theo cũng không có, dòng cuối cùng cũng không có, phải không nào? Rồi đoạn số 2 nha, dòng thứ nhất có next year không? Không có, dòng thứ hai. À đây, phải không nào? Cùng đọc câu này nha em. The center, cái trung tâm á, sẽ mở cửa vào mùa thu năm tới. Và cái gymnasium á, là cái năm sau đó. Năm sau đó là năm sau năm tới đây em. Vậy chắc chắn cái gymnasium là không thể được hoàn tất trước năm tới rồi. Vậy đáp án là câu B ha. Câu 169, what is mentioned? Cái gì thì được đề cập về, nói về the event space ở trong cái trung tâm cộng đồng mới. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Event space, phải không nào? Đọc đáp án trước nha, câu A. Nó sẽ chứa một số cái thiết bị tân tiến. Câu B, nó sẽ là cái khu vực rộng lớn nhất ở cái địa điểm đó. Câu C, nó sẽ mở cửa cho công chúng vào ngày 20 tháng 3. Câu D, nó sẽ được cho thuê cho cư dân ở một cái giá giảm. Rồi bây giờ mình cùng dò xem event space ở vị trí nào nha em. Mình dò đoạn số 1 xem có hay không em. Dòng thứ nhất, không có. Dòng thứ hai cũng không. Dòng thứ ba, à có cái event space nè, phải không nào? Cùng đọc câu này nha. À, nó cũng sẽ bao gồm cái event space với một cái nhà bếp. Cái kế hoạch tương lai thì sẽ thêm cái gymnasium để mà tập thể dục bên trong, trong nhà. Cũng chưa đáp án form nào. Giờ tiếp đi em xem chỗ nào nói về event space nữa. Đoạn số 2 có hay không? À ở đây form nào, cuối dòng thứ 3 có từ event space. Cùng đọc câu này nha em nha. Nó là gì đây? After the center opens next year. Sau khi mà cái trung tâm mở cửa vào năm tới đó, thì cái việc truy cập miễn phí cho cộng đồng sẽ được cấp cho tất cả những cái nơi, except for, ngoại trừ cái event space, cái mà sẽ được tính phí thuê theo giờ. Đọc tiếp đi em. However, tuy nhiên, một cái giảm giá cho cái này nè, là cho cái event space á, sẽ được cấp cho những người, cho bất kỳ ai mà họ chứng minh được là họ sinh sống ở cái địa phương, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, là câu đi, phải không? Nó sẽ được cho thuê cho cư dân ở cái mức giảm giá, có nghĩa là những người mà họ sống ở địa phương thì được giảm giá, phải không nào? Đáp án chính xác sẽ là câu đi ha. Câu 170, theo những cái thông báo đó thì residents, cư dân ở Springdale được khuyên là phải làm gì? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Springdale residents are advised to do, phải không nào? Và đáp án trước nha, câu A. Sign up, đăng ký làm thẻ thành viên. Câu B, thực hiện cái donation là đóng góp, quyên góp cá nhân đó em. Rồi câu C, propose, đề xuất một cái tên cho một cái cấu trúc hay là công trình. Câu D, đặt chỗ trước cho một cái sự kiện khai trương, phải không nào? Rồi cùng dò nha em nha. Đoạn cuối mình chưa dò nè, em dò xem có cư dân hay không. Dòng thứ nhất không có nè, dòng thứ hai à có từ resident nè em. Cư dân thì được khuyến khích là cư dân được khuyến khích là ghé qua địa điểm này và nộp cái ideas, cái ý tưởng của họ cho cái tên của trung tâm. Vậy thì em sẽ đáp án là câu nào? Nộp cái tên là đề xuất cái tên cho trung tâm đây. Đáp án là câu C, phong nào? Đề xuất cái tên cho một cái cấu trúc công trình ha. Structure ở đây chính là center, được không nào? Câu 171 ở vị trí nào được đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau thuộc về. Đọc câu trong một cái trước nha em. It will contain, nó sẽ bao gồm những cái nơi mà meet, đáp ứng những cái nhu cầu của người dân ở địa phương. Rồi bây giờ mình cùng đọc những cái câu ở phía trước, chỗ trống được đánh số xem có liên kết hay không em nha. Vị trí số 1 trước nào. Đây ha, rồi cùng đọc nha. Following, theo như cái sự đồng ý chấp thuận của Council, Hội đồng thành phố Springdale, thì cái việc xây dựng một cái community center, một cái trung tâm cộng đồng rộng 10.000m² á, sẽ sớm được thực hiện. Rồi, nó sẽ bao gồm những cái nơi mà đáp ứng được nhu cầu của người dân địa phương, được không em? À được, phải không nào? Đang nói về cái community center, cái trung tâm cộng đồng luôn, phải không? Để chắc hơn thì em đọc thêm câu ở phía sau nữa nha. Đây, the center's main facilities, những cái nơi chính trong cái trung tâm á, rất là liên kết luôn. Câu trong hoặc kép là gì vậy em? Là những cái nơi đáp ứng nhu cầu ở địa phương. Câu ở phía sau có từ facility luôn nè, đọc thử nha. Những cái nơi chính ở cái trung tâm á, sẽ là cái sân chơi cho trẻ em nè, rồi cái thư viện nè, rồi cái trung tâm cho người lớn tuổi là viện dưỡng lão đó. Ok, vậy thì rất là liên kết rồi, phải không? Đáp án rất có khả năng là câu gì vậy em? Câu số 1 ha. Nhưng mà để chắc hơn thì em có thể đọc tiếp câu 2, câu 3, câu 4 thử cũng được. Đây, vị trí số 2 nè, cùng đọc nè. Cái nghi thức động thổ đó em sẽ được set, được sắp đặt bố trí vào ngày 20 tháng 3 ở cái góc đường này nè. Ok, đâu có liên quan, phải không em? Rồi số 3 là gì đây? However, tuy nhiên cái việc giảm giá cho cái này sẽ được cung cấp cho những ai chứng minh được là cư dân sống ở đây. Cũng không liên quan luôn. Vị trí số 4, đọc đi em. Đây, để biết thêm thông tin á, cho cái dự án này nè, thì có thể được tìm thấy ở đâu? Ở trên cái website này, phải không nào? Cũng không liên quan luôn. Vậy chắc chắn đáp án là câu ai rồi ha.
Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các anh nhé. Cùng dịch nào. Đây là một cái notice, một cái thông báo ha. Following, theo sau cái sự approval, cái sự chấp thuận đồng ý của council là hội đồng đấy. Theo sau cái sự chấp thuận đồng ý của hội đồng thành phố Springdale thì cái việc construction là việc xây dựng ha. Một cái community center, một cái trung tâm cộng đồng rộng 10.000 mét vuông đó thì sẽ sớm be underway. Mình có từ be underway là được thực hiện hay là được tiến hành ha. The center main facilities, những cái nơi địa điểm chính của cái trung tâm á, sẽ là một cái playground, sân chơi cho trẻ em nè, một cái library là thư viện, và một cái senior center, mình có từ center là trung tâm, senior là người lớn tuổi, trung tâm dành cho người lớn tuổi ha. Và nó cũng sẽ contain, bao gồm hay là chứa đựng một cái event space, một cái nơi tổ chức sự kiện với cái nhà bếp để nấu ăn. Future plans, những kế hoạch trong tương lai đó thì sẽ bao gồm cái việc thêm vào một cái phòng gymnasium, phòng tập gym, phòng tập thể hình á, có kích cỡ theo đúng tiêu chuẩn dành cho cái việc tập thể thao trong nhà ha. Rồi tiếp theo mình có từ a ground breaking ceremony là cái lễ động thổ đây, cái nghi thức động thổ hay là cái lễ động thổ ha. Lễ động thổ là cái lễ khi mà chuẩn bị xây nhà đó. Ok. Cái lễ động thổ sẽ được bố trí vào ngày 20 tháng 3 tại cái góc đường Thompson Street và Huntsville Avenue. Rồi tiếp the center, cái trung tâm thì sẽ mở cửa vào mùa thu năm tới, và cái gymnasium, cái phòng tập gym là cái năm sau đó nữa. After the center opens, sau khi cái trung tâm mở cửa vào năm tới đó, thì cái việc truy cập miễn phí cho những cái người dân, cho cộng đồng đó thì sẽ được grant. Mình có từ grants là cấp đen, sẽ được cấp cho tất cả những cái nơi địa điểm except for là gì em, ngoại trừ ha, ngoại trừ the event space, cái nơi tổ chức sự kiện, cái mà sẽ thu phí thuê theo giờ, phải không nào? Rồi tiếp however, tuy nhiên, một cái việc giảm giá, một cái giá giảm á, cho cái việc này nè, là cho cái nơi tổ chức sự kiện đó em, sẽ được cấp cho bất kỳ ai mà present, xuất trình được cái proof là cái bằng chứng đó em. Residency có nghĩa là sự sinh sống, cư trú ha, tại cái địa phương. Rồi, những cái thông tin thêm về cái dự án này nè, sẽ được tìm thấy tại website này. Residence có nghĩa là cư dân ha. Cư dân thì được khuyến khích là ghé qua địa điểm này để mà nộp những cái ý tưởng về cái tên của trung tâm. The winning name, cái tên mà giành chiến thắng đó, thì sẽ được công bố prior to, là bằng với từ before đây. Before, trước khi ha, sẽ được công bố trước khi khai trương cái trung tâm này, được không nào? Rồi có 169, câu chi mình có từ rent out, có nghĩa là cho thuê ha. Cho thuê, rent out, cho thuê. Rồi, có 170, câu bi mình có từ donation, có nghĩa là sự quyên góp, sự đóng góp ha. Sự quyên góp, donation. Rồi câu C mình có từ propose là đề xuất ha. Propose, đề xuất. Đề xuất. Có 171, mình có cái cụm là meet the needs, là đáp ứng nhu cầu đây. Đáp ứng nhu cầu hay là yêu cầu ha. Citizen là cư dân luôn á, công dân ha, công dân. Công dân. Ok, quy định lại câu này nha. Nó sẽ bao gồm những cái facilities, những cái nơi mà đáp ứng được nhu cầu cho công dân địa phương, được không nào? Câu 172 đến câu 175, đây là một bài báo ha. Câu 172, cái bài báo này thì chủ yếu nói về điều gì? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của bài báo. Chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A, a distribution, một cái sự phân phát, những cái mẫu sản phẩm miễn phí. Câu B, một cái sự return trở lại. Profitability, tình trạng thu được lợi nhuận của một công ty. Câu C, một cái sự kiện dành cho manufacturers, những cái nhà sản xuất ở trong vùng. Câu D, một cái popularity, cái sự phổ biến, cái sự nổi tiếng, renew, được làm mới lại của một cái sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái đoạn đầu nha em. Rồi cùng đọc nào. Mazzy Milk, cái loại sữa Mazzy á, thực hiện một cái comeback, một cái sự trở lại. Đọc tiếp nha. Nairobi, ngày 4 tháng 10 thì cái sữa Mazzy đã trở lại in a spotlight, một vài thập niên sau khi lần đầu tiên nó xuất hiện trên những cái kệ của các cửa hàng. Sales, doanh số của cái loại sữa này nè, thì tăng 32% vào tháng 9, according to theo như cái kết quả được công bố vào ngày hôm qua bởi Kappa Foods, cái công ty mà sản xuất ra cái sản phẩm này. Vậy thì nội dung của đoạn này là về cái gì vậy em? À, về cái sự trở lại ngày càng được ưa chuộng hơn của cái MG Milk, phải không nào? Bằng chứng là cái doanh số của nó làm sao em? Tăng lên 32%. Và có từ back nữa nè, Mazzy is back. Và trên này có gì nữa em? Mazzy Milk thực hiện một cái sự trở lại. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi em hả? À câu đi, phải không nào? Popularity, cái sự phổ biến, nổi tiếng, được làm mới trở lại của một cái sản phẩm ha. Câu 173, Miss Odia attributes cho rằng cái sales, cái doanh số bán hàng của sữa Mazzy nó strong, nó mạnh, nó nhiều là do cái gì? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Odia,
MZ Strong Sales Form nào đã bán trước nha cậu ơi. An expansion, một cái sự mở rộng ra của một cái dòng sản phẩm. Câu B, một cái launch, cái sự ra mắt thành công của một sản phẩm. Câu C, a demand, cái nhu cầu cho những cái mặt hàng tiện lợi ha. Câu D, cái số lượng ngày càng gia tăng của những cái siêu thị. Rồi mình cùng dò xem Miss Odia và Strong Sales ở vị trí nào nha em. Rồi giờ tiếp nào, đoạn số 2 có không? Không có phải không nào, đoạn số 3 đi em. Đây, có Miss Odia nè, cùng đọc cái câu này nha. Theo như Sophie Odia, một cái nhà phân tích thị trường với Foodweb Africa, thì Kappa Foods đã responded to, đã phản hồi, đã đáp ứng được cái trend, cái xu thế của vùng. More and more people, ngày càng nhiều người hơn họ muốn cái gì đó nó quick, nó nhanh và nó dễ dàng, mà họ có thể pick up lấy được tại một cái siêu thị hoặc là cửa hàng tiện lợi. Không có gì ngạc nhiên rằng MZ, sữa MZ đã có được cái doanh số nhiều và mạnh như vậy. In its original form, ở cái hình thức ban đầu của nó đó, mà bây giờ vẫn còn available, vẫn còn có sẵn, vẫn còn bán ha. Thì consumers, những người tiêu dùng phải add thêm vào, phải cho thêm nước vào cái powder, cái bột MZ. Nhưng mà cái MZ mới hợp thời trang á, thì được cho vào trong bottles, trong những cái chai và sẵn sàng để uống luôn. Vậy thì em xem nè, cái việc mà cái doanh số nó tăng lên là do đâu vậy? À, là do Kappa Foods nó sao em? Respond to, đáp ứng được xu thế của vùng. Mà xu thế của vùng là gì đây? Ngày càng nhiều người họ muốn gì đó nhanh và đơn giản, phải không nào? Bằng cách cho thấy là ngày xưa họ phải đổ nước vào trong cái bột sữa, còn bây giờ là cái sữa MZ nó được cho vào chai luôn và sẵn sàng uống luôn, không cần phải cho thêm nước vào nữa, phải không nào? Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chắc chắn là câu C rồi, phải không nào? Là cái nhu cầu của những cái mặt hàng, những cái món đồ tiện lợi ha. Câu 174, what can be inferred, cái điều gì được suy luận ra về Kappa Foods? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Kappa Foods ha, là đáp án trước nào câu A. Nó đã pioneer trong cái việc sử dụng một cái chất liệu đóng gói mới. Câu B, nó đã bán những cái sản phẩm được nhiều thập niên rồi. À, câu B mình có dò rồi phải không em? Chỗ nào vậy? Đây nè, phải không nào? Cái đoạn số 1 đó em nhớ không? Đây là có từ decades ra, cùng đọc lại câu này nha. Nairobi ngày 4 tháng 10, cái sữa MZ đã trở lại in the spotlight một vài thập niên sau khi nó lần đầu tiên được bán ở các kệ của các cửa hàng. Cái doanh số của cái sữa ngọt này nè thì tăng 32% trong tháng 9 theo như kết quả announce được công bố ngày hôm qua bởi Kappa Foods, cái công ty mà sản xuất ra cái sản phẩm này. Vậy Kappa Foods chính là cái công ty sản xuất ra sản phẩm nào vậy em? MZ Milk, phải không nào? Mà MZ Milk á, trở lại sau nhiều thập niên. Vậy chứng tỏ là cách đây nhiều thập niên, đây một vài thập niên nó đã được sản xuất bởi công ty Kappa Food rồi, phải không nào? Vậy câu B chính xác không? À, câu B đúng rồi, phải không nào? Là Kappa Food đã bán sản phẩm được nhiều thập niên rồi ha. Đáp án là câu B. Ok, không cần giờ câu C. Câu 175, cái từ enjoy trong đoạn 3, dòng 3 đó thì gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ đáp án trước nha em. Câu A, save, là lưu, là tiết kiệm hay là cứu, phải không nào? Còn câu B, experience, là trải nghiệm hay là trải qua ha. Câu C, like, là thích nè. Câu D, appreciate, đánh giá cao hay là cảm kích. Có nhiều bạn thấy từ enjoy là thích thú, đánh ngay đáp án là câu C, coi chừng bị sai nha em. Mình phải coi cái ngữ cảnh của cái câu mà chứa từ enjoy là gì mình mới đoán được nha. Rồi mình cùng dò xem cái từ enjoy nó nằm ở vị trí nào nè. Đoạn 3, dòng 3, đoạn 3 nè. Dòng 3, ở đây phải không nào? Enjoy, rồi mình cùng đọc câu này nha em nha. It's no surprise, không có gì ngạc nhiên khi mà cái sữa MZ á, nó enjoy được cái doanh số bán hàng mạnh hay là cao hay là nhiều. Vậy thì enjoy là gì em? À, là có được phải không? Có được cái doanh số bán hàng mạnh hay là cao hay là nhiều đó. Vậy thì theo em đáp án là câu nào? Câu A, đâu có phải không nào? Câu C là càng sai nữa, đâu có thích gì đâu. Câu D là đánh giá cao, cảm kích cũng không phải luôn. Đáp án chỉ có thể là câu gì thôi em? Câu B ha, nó trải nghiệm được hay là nó có được đấy em? Nó trải nghiệm được cái doanh số bán hàng cao ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Kem nha. Cùng dịch nào. MZ Milk, cái sữa MZ á, thực hiện một cái comeback, một cái sự trở lại. Nairobi ngày 4 tháng 10, sữa MZ trở lại in the spotlight. Mình có cái cụm in the spotlight là nổi bật, được mọi người chú ý đến đấy em. Cô dịch lại ha, cái sữa MZ trở lại nổi bật, được mọi người chú ý đến. Several decades, một vài cái thập niên sau khi nó lần đầu tiên xuất hiện trên những cái kệ của các cửa hàng. Sales, cái doanh số bán hàng của cái loại sữa này nè thì tăng 32% vào tháng 9. According to, theo như kết quả được công bố vào ngày hôm qua bởi Kappa Foods, cái công ty mà sản xuất ra cái sản phẩm này. Traditionally, truyền thống á, theo truyền thống hay là trước đây á, chúng tôi đã không có invested. Mình có từ invest là đầu tư đó em. Chúng tôi đã không có đầu tư heavily, đầu tư mạnh, đầu tư nhiều vào trong cái sữa MZ. Cái CEO giám đốc của Kappa Foods tên là Roger Bywood đã nói như vậy. The product, cái sản phẩm thì rất là thành công ở cái thời gian đầu, nhưng rồi cái doanh số của nó ngừng tăng
over time, theo thời gian. According to, theo như Sophie O'Dell, một cái analyst, mình có từ analyst là nhà phân tích ha. Một nhà phân tích thị trường với Food Web Africa, Kappa Foods đã respond to, mình có từ respond to có nghĩa là phản hồi hoặc là đáp ứng ha. Công ty Kappa Foods đã đáp ứng được cái trend, mình có từ trend là xu thế hoặc là xu hướng nè. Đã đáp ứng được cái xu thế, xu hướng của regional là của vùng ha. More and more people, ngày càng nhiều người muốn cái gì đó nó quick, nó nhanh và nó easy, nó dễ dàng. Mà họ có thể pick up, mình có từ pick up là lấy nè. Lấy, họ có nghĩa là đón nữa, chứ này có nghĩa là lấy ha. Mà họ có thể lấy tại supermarket, cái siêu thị hoặc là cửa hàng tiện lợi. It's no surprise, không có gì là ngạc nhiên khi mà cái sữa MG nó có được cái doanh số bán hàng mạnh và nhiều như vậy. In its original form, ở cái hình thức original là ban đầu hoặc là đầu tiên nè. Ban đầu hoặc là đầu tiên ha. Ban đầu tiên của nó đó, cái mà vẫn còn được bán ha. Consumers là người tiêu dùng hoặc là khách hàng cũng được ha. Người tiêu dùng. Thì những người tiêu dùng phải add water, phải add thêm nước vào, phải đổ thêm nước vào trong cái powder là bột đó em. Bột ha, vào trong cái bột sữa MG. The newly fashionable MG, cái sữa MG mới hợp thời trang á, thì được cho vào trong chai nè, ready to drink, sẵn sàng uống luôn, không cần phải cho thêm nước vào nữa ha. Rồi Mr. Bywood credit the new MG with helping. Mình có cụm credit something with something rất là quan trọng, cô ghi xuống dưới này nha. Credit something with something có nghĩa là quy cái gì cho cái gì, hoặc là công nhận cái gì trong việc gì ha. Hoặc là công nhận cái gì cho cái việc gì. Cô dịch lại chỗ này nha. Mr. Bywood credits quy cái sản phẩm mới, sữa mới MG này nè, cho cái việc đã giúp push, thúc đẩy, đẩy mạnh cái sales, cái doanh số bán hàng total, cái tổng doanh số bán hàng của công ty Kappa Foods lên đến 4.1% trong một cái năm này, được không nào? Cô dịch lại cái từ công nhận cho em luôn nha. Nè, Mr. Bywood đã công nhận cái sữa MG mới á, trong cái việc là giúp đỡ thúc đẩy cái tổng doanh số bán hàng của công ty Kappa Foods lên 4.1% trong một cái năm, được không nào? Ando, mặc dù á, cái này á thì thấp hơn năm ngoái một chút. Figure là con số đen, thấp hơn cái con số năm ngoái một chút ha. Nhưng mà stock analyst, mình có từ stock là chứng khoán đen, analyst là nhà phân tích luôn ha. Nhà phân tích chứng khoán tin rằng á, cái kết quả trong cuối năm này nè sẽ cao hơn nhiều. So far, cho đến nay thì shares là cổ phiếu đen. Shares cổ phiếu đã tăng lên 3.6% kể từ khi những cái kết quả này được công bố, được không nào? Câu 173, mình có cái cụm là gì? Attribute something to something. Nó cũng giống với lại cái cụm là credit something to some, with something đấy em. Có nghĩa là quy cái gì cho cái gì ha, hoặc là cho là do cái gì đó ha. Cho là do cái gì đó. Quy dịch lại chỗ này nha, là Miss Odia thì cho là cái doanh số bán hàng mà nó mạnh, nó nhiều của sữa MG là do cái gì, được không nào? Cho là do cái gì ha. Câu C mình có từ demand cũng rất là hay gặp, có nghĩa là nhu cầu ha, nhu cầu, demand, nhu cầu. Rồi, câu 174, câu A mình có từ pioneer. Pioneer có nghĩa là đi đầu hoặc là tiên phong ha. Đi đầu hoặc là tiên phong trong cái việc gì đó. Tiên phong, rồi. Vậy câu A có nghĩa là nó đi đầu, nó tiên phong trong cái việc sử dụng cái chất liệu đóng gói mới, được không nào? Câu C mình có từ merge. Merge là sáp nhập ha, sáp nhập, sáp nhập. Ok, rồi tiếp câu G mình có từ record. Record đó em, có thể là hồ sơ, nhưng mà chỗ này có nghĩa là kỷ lục nữa. Kỷ lục nữa ha, kỷ lục. Câu G là gì nè em, nó thiết lập được một cái kỷ lục doanh số bán hàng cho năm nay, được không nào? Ok,